lực Bookstore và Đinh Quang Thái trên trọng kính chào quý khán giả hôm nay là thứ năm 27 tháng 6 năm 2024. Kính mời quý vị nghe một câu chuyện trong ngày với chủ đề Gã đầu trọc thích chân quang, đồ trôi sông lạc chợ. Thưa quý vị, cách đây 3 ngày, một anh bạn tôi hiện sống tại Florida gửi cho tôi một cái email và đố tôi một câu hỏi là có biết ai tuyên bố những câu sau đây hay không? Chúng tôi xin đọc hầu quý khán giả. Ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết làm ma cầm. Không có chuyện gì đáng để đi mà xách xe đi tào lao, tốn xăng, làm ô nhiễm không khí thì về già sẽ phải nằm một chỗ, tức là bị tai biến hoặc bị liệt. Người câu cá là những người lừa đảo. Thưa quý vị anh bạn tôi đố tôi ba câu đó, bảo rằng ai nói những câu đó Tôi đọc mấy câu đó xong đó thì tôi trả lời anh bạn tôi rằng những cái lời nói cà chớn, tào lao, nhảm nhí như vậy đó chắc là do một tên bị bệnh tâm thần hay của một cái tên trôi sông lạc chợ nào đó hết khôn thì dồn đến dại nên mới ăn nói cà chớn đến như thế. Ai dè, anh bạn tôi bảo không ông ơi, ông làm tin tức mà ông chả theo dõi tin tức gì về Việt Nam cả. Và anh gửi cho tôi một cái link của tờ báo công thương Đây là một trong khoảng 700 tờ báo do nhà nước Cộng sản Việt Nam kiểm soát Đọc tờ báo công thương tôi mới bật ngửa ra Vì những lời phát ngôn đó là của một người tên là Thượng Tọa Thích Trân Quang Tên thật là Vương Tấn Việt sinh năm 1959 Hiện là chủ trì chùa Phật Quang Bà Rịa Vũng Tàu từng giữ vị trí Phó trưởng Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng ta đều biết rồi, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tức là giáo hội do Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra mà dân chúng tại Việt Nam gọi là giáo hội quốc doanh. Trong câu chuyện ngày hôm nay, tôi dùng chữ tay đầu chọc thích chân quang thay cho cách gọi của báo công thương là thượng tọa thích chân quang. Xin nhắc lại cái câu mà tay đầu chọc thích chân quang là chữ của tôi còn báo Công Thương thì gọi là thượng tọa thích chân quang Báo Công Thương cho biết thời gian qua trước hàng nghìn người dự thuyết giảng tại chùa Phật Quang tay đầu chọc thích chân quang này có những phát ngôn thuyết giảng khiến cộng đồng mạng dậy sóng bức xúc trong đó có một số câu nội dung gây hoang mang dư luận như những câu tôi vừa mới đọc lúc nãy tôi xin đọc lại ai hát karaoke nhiều người đó có nguy cơ chết làm ma cơm. Ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết là ma. Câm. Không có chuyện gì đáng để đi mà xách xe đi tào lao tốn xăng làm ô nhiễm không khí thì về già sẽ phải nằm một chỗ, tức là bị tai biến hoặc bị liệt. Người câu cá là những người lừa đảo. Các bài giảng này được đưa lên website của Thiền Tôn Phật Quang và mạng xã hội trong Phái Quy Tam Bảo do Thiền Tôn Phật Quang phát hành, tay đầu chọc Thích chân Quang ký tên Bổn Sư Truyền Thọ đã sửa giới thứ ba trong năm giới cấm. Tay này sửa giới cấm không được tà dâm, hắn sửa thành cấm không được phản bội. Vào ngày 19 tháng 6 vừa qua, Thường Tòa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là Giáo hội Quốc danh của Cộng sản đó, đã ấn ký thông báo kỷ luật đối với tay đầu chọc Thích Chân Quang với yêu cầu tay đầu chọc này không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác. Cái thời gian cấm này là 2 năm. Ngoài ra, Thiền Tôn Phật Quang và tay đầu chọc Thích Chân Quang phải thu hồi tất cả phái quy y tam bảo có nội dung mà tay đầu chọc này tự sửa một trong năm giới không đúng với ngũ giới trong giới luật Phật giáo và gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang xã hội. Báo Công Thương còn viết rất rõ, tay đầu chọc Thích chân Quang đã lấn sân kinh doanh sách, đồ thờ cúng, thực phẩm chức năng. Tờ báo cho biết, tay đầu chọc Thích chân Quang tục danh là Vương Tấn Việt, còn góp 80% vốn điều lệ lập lên công ty văn hóa Pháp Quang từ thời điểm tháng 7 năm 2004. Tìm hiểu báo công thương thì cho thấy, trên website công ty pháp quang.com giới thiệu công ty văn hóa pháp quang là chủ sở hữu website có tên miền là công ty pháp quang.com. Chủ thể đăng ký sử dụng tên miền này là Vương Tấn Việt, tức là thằng cha đầu trọc thích chân quang. Còn website công ty pháp quang.com giới thiệu và chào bán rất nhiều loại sách như kinh sách Phật giáo, truyện tranh đỉnh núi tuyết, cuộc đời Đức Phật, bán tượng, bán tranh Phật, bán tranh nhân quả, bán dụng cụ thờ cúng, máy nghe pháp, thẻ nhớ, hàng lưu niệm, thực phẩm chức năng vân vân. Trong đó có nhiều sách kinh Phật được chào bán tới mức giá hơn 100.000 đồng một cuốn và nhiều sách đề tác giả là Thượng Tọa Tiên Sĩ Thích Trân Quang. Thưa quý vị, ngoài ra, website này còn bán rất nhiều tượng và tranh Phật có giá trị từ vài trăm nghìn tới vài triệu đồng. Và bán các loại thực phẩm chức năng như trà giảm cân, trà làm đẹp, bốt dinh dưỡng, giá vài chục đồng tới vài trăm nghìn đồng. Cái mà tôi chú ý là tác giả những cuốn sách mà viết để bán trong cái, cái website này ấy, ký là Thượng Tọa Tiên Sĩ Thích Trần Quang. Thưa quý vị, Thượng tọa tiến sĩ nghe mà phát lơm rộng. Cạo đầu đi tu thì đi tu. Học cho nó đàng hoàng, cho nó ra hồn người. Làm cách nào mà một người như cái tay này. Sau khi tốt nghiệp cử nhân Hai năm ba tháng thôi. Tức là bỏ hẳn qua cái hệ thạc sĩ. Đã có thể học hết chương trình tiến sĩ. Hoàn tất và bảo vệ luận án tiến sĩ. Nhất là trong giai đoạn. Đại dịch Covid đang hoành hành trên thế giới và tại Việt Nam. Thưa quý vị, cho phép chúng tôi chửi thề. Nhưng mà chửi bằng tiếng Anh thì nó nhẹ hơn. Bullshit. Đây có lẽ là do quy trình đào tạo thi cử xem xét và cấp bằng của trường đại học luật Hà Nội là tào lao và không thực sự có giá trị. Cũng có thể là do một thế lực chính trị hay tiền bạc giúp cho cái tên đầu chọc này tốt nghiệp tiến sĩ một cách hết sức phi lý như thế. Bây giờ thì dư luận báo chí ở trong nước, dư luận của đài BBC London, dư luận của các đài quốc tế tiếng Việt và trên mạng xã hội đã vạch mặt chỉ tên cái tay đầu chọc này. Và vạch mặt chỉ tên cái sự nghi ngờ cái bằng tiến sĩ của cái tay này. Xin lỗi khán giả, cho tôi chửi thề. Bố khỉ, không chửi thề không được. Báo công thương ngày 26 tháng 6 năm 2024 còn cho biết, tay đầu chọc thích chân quang khuyên nên làm gì khi bị người khác chửi. Báo công thương viết như sau. Gần đây, trên trang Facebook có tựa là Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang bà Rịa Vũng Tàu có đăng tải một đoạn video dài gần 4 phút với nội dung làm gì khi bị nói xấu, trích bài giảng Tứ Diệu Đế 19, đạo đế phần 4 do tay đầu chọc thích chân quang giảng. Ghi lại cảnh tay đầu chọc này ngồi thuyết giảng, phía dưới có hàng trăm Phật tử cùng các vị tăng sư. Tay đầu chọc thích chân quang khuyên nên làm gì khi bị người ta chửi? Đầu đoạn video, tay đầu chọc này đặt câu hỏi. Ví dụ bây giờ mình bị chê, xúm nhau cả thế giới này họ chửi mình. Chê mình thì mình nghĩ làm sao? Tại sao mấy người khác không bị chửi? Tại sao mình lại bị chửi? Mình làm điều đúng mà người ta cứ chê, trách, chửi mình thì sao? Sau đó, cái tay, tôi nói thẳng với cái thằng đầu chọc này. Nói rằng, đó cũng là nghiệp. Không phải người ta chửi mình, mà chỉ bởi vì mình đã chửi người ta mà nhân đức quả phức tạp hơn nhiều. Trong video này, tay đầu chọc này còn giải thích. Chỉ vì kiếp trước, trong lúc bảo vệ đất nước, buộc mình phải chiến đấu mà ngày xưa chiến đấu, chỉ có gươm mới giao với cung tên thôi mình bảo vệ thành công được đất nước của mình bởi vì mình có chính nghĩa nhưng cũng để lại rất nhiều xác mỗi một lưỡi gươm vung lên là một kẻ thù mặc dù lúc đó là họ xâm lược mình họ sai nhưng bị một lưỡi gươm vung lên một mạng người rớt xuống nó không biết giết mình được thì mình giết họ là đúng mình giết họ đúng nên bây giờ họ à, không giết mình lại được nhưng cái đau đớn của họ cái mất mát đau đớn của gia đình họ nó vẫn còn ảnh hưởng và ngày hôm nay nó biến thành cái gì? Biến thành lời trời mắng. Họ phải trời để bù lại cái đau khổ khi họ chết. Gia đình họ mất mát, người thân không tránh được. Thưa quý vị, nếu mà tôi giảng cho cái tay đầu chọc để nghe, tôi bảo là cái mồm của của ngươi đó, ăn nói cái giọng đó bởi vì kiếp trước á, là dùng cái mồm đi làm những công việc thối tha. Cho nên bị vả vào mồm nhiều lần rồi. Bây giờ kiếp này mới ăn nói kiểu đó tay đầu trọng lại còn tiếp tục đặt câu hỏi nghĩ như vậy rồi lòng mình làm sao buông bỏ được không và hắn trả lời rằng không hắn còn nói vì lời chửi mắng của họ có ảnh hưởng tới đạo pháp nếu mình không chặn lời chửi của họ lại cái tà kiến họ đang gieo rắc trong cuộc đời này làm cho họ xuống địa ngục nhiều tầng mà nhiều người hiểu sai cũng xuống địa ngục luôn trong đó có cái tay đầu trọng này nếu có địa ngục một lời phát ngôn ngu xuẩn khác của cái tay đầu chọc Thích Trân Quang là Lúc còn trẻ mà ham mê du lịch Đi nhiều nơi khi về già sẽ bị liệt nằm một chỗ Đó là nhân quả Đi du lịch người ta hãy đến những nơi tu tập tâm linh giác ngộ Đi để làm từ thiện Cúng dường là chính Đi đừng đi chơi Đi ăn hải sản Vì như vậy là hết phước liền Cái thằng cha này đã, tôi đoán là nó ăn nhiều thứ hải sản lắm đây và chưa kể những cái món gọi là sơn hào hải vị cả cho nên nói theo ngôn ngữ bình dân nó bị ung thư não ung thư cái lưỡi còn và thưa quý vị mới đây gã đầu chọc thích chân quang đầy tham sân si và khẩu nghiệp đã lên mạng phát biểu những câu như sau về thầy thích minh tuệ chúng ta biết thầy thích minh tuệ bây giờ đang là một cái biểu tượng phục hồi lại cái niềm tin về phật giáo việt nam khi thầy Thích Minh Tuệ đi bộ ròng rã ngày này qua ngày khác, tháng, tháng này qua tháng khác, đi chân đất chịu mưa chịu gió, ngủ ngồi, ăn một ngày một bữa ai cho tiền cũng không nhận thì cái tay Thích Chân Quang này nó hốn não láo, láo, nó nói như thế này về thầy Thích Minh Tuệ. Tà tư duy ngưỡng mộ một tên bắt trợn, ví dụ lấy thấy một cái tay nó mặc đồ rách nó đi lang thang cũng là tào lao ba trận nó nói cái gì, nó tu cái gì, nó học bao nhiêu kinh điển, nó nhất tâm được chưa lời Phật dạy. Nó học được bao nhiêu cái, thế nó mặc áo rách, nó ôm cái nồi cơm nó đi. Chúng ta biết Thầy Thích Minh Tuệ là vị khất sĩ chân chính, chưa có đường đi bộ tu tập và khất thực từ Nam ra Bắc, xuất hiện như một biểu tượng tương phản với mấy ác tăng như là Thích chân Quang này. Thấy Thầy Thích Minh Tuệ tạo nên một phong trào quần chúng tích cực, nên tay đầu chọc chân Quang ghen ăn tức ở, trời Thầy Minh Tuệ quần chúng đã phản ứng và quần chúng đã lên tiếng khắp nơi khui ra biết bao nhiêu chuyện xấu xa của chân quang hắn đã trả cái nghiệp ngay lập tức của kiếp này đúng như luật nhân quả mà hắn hay giao giảng thưa quý vị câu sau đây của tây đầu trọc mới đáng tởm và đáng bị chửi đáng nguyền rủa hắn nói như thế này về nguồn gốc không chối cãi được trung quốc là anh việt nam là em không biết nó học ở đâu ra cái câu này không biết nó còn nói tiếp vì là em, theo tâm thức Á Đông, thì hễ là anh mình là em, mình phải nhường nhịn. Mấy ngàn năm qua, người Việt Nam luôn luôn có thái độ kính trọng người Trung Quốc đàng hoàng. Không bao giờ mình mất cái lễ này, luôn luôn kính trọng người Anh. Chỉ có một lần Lý Thương, Thường Kiệt hơi hốn, đem quân đi đánh anh mình, còn lại toàn bộ, tuyệt đối, đa số người Việt Nam đều bày tỏ lòng cung kính đối với Trung Quốc. Nói quý khán giả từ lực bookstore và tất cả mọi người thứ lỗi cho tôi đọc cái câu này nhiều lần máu tôi đang lên tới tận đỉnh đầu tôi không biết cái thằng khốn nạn này nó học lịch sử Việt Nam không mà nó dám nói rằng không chối cãi Trung Quốc là anh Việt Nam là em một ngàn năm Trung Quốc nó đô hộ dân tộc Việt Nam thì sao những năm gần đây Trung Quốc đánh chiếm đảo Hoàng Sa của Việt Nam 1974 sau đó tiếp tục đánh gạt ma đánh Trường Sa những năm 1980 và thái độ muốn Chiến biển đảo của dân tộc Việt Nam Mà cái thằng đầu chọc khốn nạn này Nó lại bảo rằng mấy ngàn năm qua Người Việt Nam mình luôn luôn kính trọng người Trung Quốc Và cái này nó mới hỗn với, với tổ tiên này Chỉ một lần Lý Thường Kiệt hơi hốn Đem quân đi đánh anh mình Là anh em Trung Quốc là anh Việt Nam là em Mà theo đạo lý của ta Em thì phải làm sao với anh Kính trọng Đó là đạo lý Đạo lý của Á Đông là vậy Chứ không có giống như bên phương Tây Nhiều khi mình thấy những đứa nhỏ nó ngang ngược Hỗn láo mình khó chịu Chứ còn bên Á Đông là Không biết Ông anh mình cũng dở, ông ngu, ông dốt, ông nghèo, ông hèn gì kệ Ông hể là anh Mình đều phải dành một sự kính trọng Chừng mực nào đó phải không như vậy Thì bây giờ cũng vậy Việt Nam là em Thì em thì phải kính trọng anh Và từ xưa đến nay Cả mấy ngàn năm qua Người Việt Nam luôn có thái độ kính trọng người Trung Quốc đàng hoàng không bao giờ mình mất cái lễ này không bao giờ mình để mất cái đạo lý của người em tức về phần người em mình đã làm đầy đủ bổn phận là luôn kính trọng người anh kính trọng người anh à, chỉ có một lần lý thường kiệt hơi hổn <laughs> sau khi nghe tin ông anh sắp đánh mình ông đem quân đóng đánh trước ông diệt hết tất cả những cái hậu cứ những cái thành châu ung châu liêm châu khâm diệt hết những hậu cứ để cho bên trung quốc không có hộ cứ để làm bằng. Thưa quý vị, chúng tôi đọc được uh, cái bản tin trên báo Đất Việt Online. Tờ báo này nhận xét rằng, trong vai trò tu sĩ, sí, cái chữ tu sĩ sí này báo Đất Việt viết trong một kép, Trân Quang Vương Tấn Việt là một yêu tăng, nhưng trên cương vị sĩ quan tuyên huấn. Trân Quang là một cán bộ giỏi, mù tiệt giáo lý nhà Phật. Trân Quang Vương Tấn Việt thường xuyên nói xàm, Tuy nhiên, đương sự lại thành thực việc thực hiện những bài giảng các người nhà cầm quyền Cộng sản, tôn vinh Hồ Chí Minh và tỏ ra trung thành với Đảng Cộng sản. Dù ít ai biết chính xác về thân thế chân quang vân tính kiệm Việt, nhưng có điều chắc chắn rằng nhân vật này hẳn được chống lưng bởi thế lực chính trị nào đó. Kết thúc câu chuyện ngày hôm nay, chúng tôi muốn kể lại là hôm Chủ nhật vừa qua trong bữa cơm trưa với mấy người bạn, thì bọn anh bạn tôi nói nguyên văn. Thằng Trân Quang đang phá đạo, phá những giá trị tốt đẹp của xã hội Việt Nam chắc chắn thằng này là sân trước sân sau của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì một chị bạn ngồi trong bàn ăn hôm đó lên tiếng trách cái anh bạn kia. Chị bạn nó nói rằng người ta dù sao cũng là người tu hành, không nên gọi ông ta bằng thằng. Tới lúc đó thì tôi không dằn được bực tức nữa. Tôi phang nghe một câu. Gọi cái thằng đầu chọc chân quang là thằng là vẫn còn xem nó là con người đấy. Chứ với tôi Tôi chỉ coi nó là loài dòi bọ thôi. Mà so sánh như thế là xúc phạm dòi bọ rồi. Thành thật mong dòi bọ tha lỗi cho tôi. Chào tạm biệt quý khán giả và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Thưa quý độc giả, ngày Chủ nhật 30 tháng 6 sắp tới đây, ngay tại nhà sách tự lực sẽ có buổi ra mắt hai tác phẩm của Khánh Trường, gồm Thơ Khánh Trường và Khánh Trường Oil Paintings nhà xuất bản mở nguồn Việt báo và nhà sách tự lực trân trọng kính mời quý văn thi họa sĩ và quý độc giả đến tham dự buổi sinh hoạt này vào lúc 2 giờ chiều. Những ai đã từng quan tâm đến sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật thái ngoại, hẳn không xa lạ với tên tuổi Khánh Trường, một nghệ sĩ đa tài được giới văn nghệ sĩ và độc giả yêu mến. Khánh Trường họ Nguyễn, cựu sĩ quan nhảy dù của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sinh năm 1948 sang Hoa Kỳ năm 1986 khánh trường làm báo, vẽ, viết văn, làm thơ, làm chủ nhiệm sáng tạo và chủ biên tập san văn học nghệ thuật hợp lưu trong suốt 12 năm trời. Khánh trường đã cầm cùi với chữ nghĩa, phụ trách nội dung, in và phát hành 66 số báo với trên 16.500 trang, xuất bản trên dưới 25 tác phẩm và vẽ 400 bức tranh. Chương trình buổi ra mắt tác phẩm Thơ Khánh Trường và Khánh Trường Oil Paintings gồm có nhà báo Phan Tấn Hải giới thiệu Khánh Trường và tác phẩm của Khánh Trường. Sau đó là phần phát biểu của nhà thơ Đỗ Quý Toàn, của họa sĩ An Phong, của Isa Lê thuộc Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ và La Sau 3 giờ chiều thì họa sĩ Khánh Trường sẽ ký sách Uống trà hàn huyên với độc giả các văn nghệ sĩ và thân hữu. Buổi ra mắt hai tác phẩm của Khánh Trường, gồm thơ Khánh Trường và Khánh Trường Oil Paintings sẽ bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật 30 tháng 6 sắp tới tại nhà sách Tự Lực, địa chỉ là 14318 Procrest Street, thành phố Garden Grove, California 92843. Quý độc giả muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng gọi số điện thoại 1888-204-7749. 1888 47749 nhà xuất bản mở nguồn Việt báo và nhà sách tự lực trân trọng kính mời